Nam tài xế trốn khỏi khu cách ly, nói với bác sĩ đi gặp người yêu và không quay lại. Nam tài xế bỏ trốn khi đang chờ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Khánh Hòa. Người này đã bắt xe khách về Đắk Lắk và tuyên bố không quay lại bệnh viện. Ngày 30 tháng 1, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo về việc tài xế Ngô Trường Sinh, 29 tuổi, ngụ ở Đắk Lắk, trốn khỏi khu cách ly. Theo báo cáo, Sinh là tài xế tại xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Anh ta từ Yên Bái xuống Nội Bài, Hà Nội để bay đi Cam Ranh, Khánh Hòa lúc 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 1. Người này được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh để điều tra dịch tễ. Sau khi kiểm tra, Sinh có dấu hiệu đau họng nên được chuyển đến khu cách ly tại khoa truyền nhiễm của bệnh viện. Bệnh nhân đã được chỉ định làm xét nghiệm test kháng thể SARS-CoV-2. Tuy nhiên, tài xế này đã bỏ trốn khỏi khu cách ly trong khi chờ làm các xét nghiệm. Các bác sĩ đã gọi vào số điện thoại của bệnh nhân nhưng không liên lạc được. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Sinh bắt máy điện thoại và cho biết đã lên xe về nhà ở Đắk Lắk. Đáng chú ý, bệnh nhân này nói với bác sĩ sẽ không quay lại bệnh viện. Theo thông tin khác, ông Lê Văn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bông cho biết, nhận được thông tin trên, ông cùng lực lượng chức năng vừa xuống nhà của Sinh nhưng thanh niên này không có mặt tại nhà. Liên lạc qua điện thoại, Sinh nói đã bắt xe đi Bình Thuận thăm người yêu chứ không về huyện Krông Bông. Tôi đã đề nghị anh Sinh liên lạc ngay với ngành y tế tỉnh Bình Thuận để được hướng dẫn. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an huyện tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, nếu phát hiện anh Sinh về địa phương thì đưa ngay lên khu cách ly tập trung của huyện, ông Long cho hay. Cũng trong hôm qua, ngày 30 tháng 1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phá và bắt giữ ô tô chở 3 người Trung Quốc từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh khi đi qua địa bàn. Cụ thể, ngày 29 tháng 1, trong lúc làm nhiệm vụ tại quận Liên Chiểu, tổ C3, 911 phát hiện xe ô tô 7 chỗ do tài xế Nguyễn Quách Nguyện, 36 tuổi, quê tỉnh An Giang, điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên ô tô có 2 tài xế người Việt và 3 người Trung Quốc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu tài xế Nguyễn khai nhận ngày 26 tháng 1 nhận được điện thoại của một người tên Duy yêu cầu chở 3 người Trung Quốc vào thành phố Hồ Chí Minh từ Hà Nội với giá 10 triệu đồng. Ông Nguyễn đồng ý và bắt khách tại khu vực cao tốc Hà Nội, Hà Nội. Khi qua địa bàn Đà Nẵng vào chiều ngày 29 tháng 1 thì bị công an dừng xe, bắt giữ. Làm việc với cơ quan chức năng, 3 người Trung Quốc này không xuất trình được giấy tờ thị thực chứng minh nhập cảnh hợp pháp. Các đối tượng khai nhận họ nhập cảnh trôi qua đường tiểu ngạch. Hiện, những người ngoại quốc này đã được đưa đi cách ly y tế phòng dịch COVID-19 theo đúng quy định. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.